với mục đích tạo ra một cuộc thi chuyên nghiệp mang đến cơ hội cho sinh viên được thực hành và trải nghiệm thực tế, ngày hôm qua lễ trao giải thưởng thường niên sinh viên nội thất Việt Nam 2020 đã được tổ chức tại Hà Nội. Giải thưởng Sinh viên Nội thất Việt Nam không chỉ có ý nghĩa khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tài năng của các bạn sinh viên trên toàn quốc mà còn góp phần nâng cao năng lực nhân sự cho các doanh nghiệp và định vị giá trị cốt lõi của ngành thiết kế nội thất Việt Nam. Giải thưởng đã nhận về gần 300 bài dự thi với hơn 10.000 lượt bình chọn của các sinh viên từ các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc. 10 gương mặt lọt vào vòng chung kết là những thí sinh xuất sắc có các tác phẩm đồ án tốt nghiệp sáng tạo, thể hiện tinh thần bản sắc Việt trong thiết kế nội thất ban tổ chức đã tiến hành trao một giải nhất một giải nhì ba giải ba bốn giải chuyên đề bao gồm giải vật liệu giải công năng giải nội thất xanh và bốn giải bình chọn cho các thí sinh đoạt giải